Hưởng ứng chương trình Sống và Máy tính cho em, phường Thạch Thang vừa tổ chức trao hỗ trợ điện thoại thông minh SIM 4G và tiếp sức đến trường năm 2021-2022 cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Chương trình được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường phối hợp với Đoàn Thanh niên và Hội khuyến học phường kêu gọi các tổ chức, các mạnh thường quân chung tay hỗ trợ nguồn lực để các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn có trang thiết bị để học trực tuyến, đảm bảo không bị gián đoạn nội dung chương trình. Sau khi nhận được hỗ trợ từ nhiều nguồn lực, đến thời điểm này, đa số học sinh có hoàn cảnh khó khăn theo danh sách rà soát đầu năm học của các nhà trường trên địa bàn phường đã có đủ thiết bị để học online. Đây là chương trình mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, giúp ước mơ đến trường của các em nhỏ không bị gián đoạn.